Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một bạn gái, bạn ấy có chia sẻ như thế này. Em chào chị Toàn ạ, em và bạn ấy quen nhau được 4 năm, tụi em đang trong giai đoạn chán nhau chị ạ. Và người nói ra điều này là bạn ấy. Do tính chất công việc của cả hai đều dành nhiều thời gian để đi làm và không có thời gian cho nhau, nên hàng ngày tụi em chỉ liên lạc qua tin nhắn. Do công việc em về hơi muộn, lại ở xa nhau nên cuối tuần bạn ấy sẽ chạy qua gặp em. Vì gần Tết nên bạn ấy làm nhiều, nên dạo gần đây tụi em không còn gặp nhau nữa. Bạn có nói là cảm thấy chán, từ lâu đã không còn cảm xúc gì với em cả. Nó tích tụ từ lâu, mệt mỏi khi phải cố gắng và nói là không còn thương em nữa. Em thương bạn ấy rất nhiều chị ạ. Tụi em đã không liên lạc gần 1 tháng rồi, vì bạn ấy nói là muốn một mình, thoải mái hơn. Ở gần em quan tâm bạn ấy chỉ thấy mệt mỏi. Vấn đề mệt mỏi đó, bạn ấy cũng nhiều lần nói với em để cùng nhau vượt qua, vì bạn ấy cũng không muốn từ bỏ. Nhưng cái sai của em là không thực sự hiểu vấn đề, nên làm bạn ấy mệt mỏi hơn. Giờ em còn thương bạn ấy rất nhiều, em có nên chủ động hẹn gặp để nói rõ với bạn ấy không? Vì em còn thương nhiều và không muốn mất bạn ấy. Em thân mến, chị không biết là em muốn gặp bạn ấy để nói rõ cái gì. Nói rõ là em rất thương bạn ấy á? Không em ơi, bây giờ em phải hiểu này. Tâm lý của một cái người ta đang chán em ấy, thì phải để yên cho người ta. Một tháng cũng được hay 10 tháng thì mình cũng phải chịu thôi. Em ạ, bởi vì nói gì thì nói, bọn em yêu nhau 4 năm, nó sẽ có những cái lúc mà trải qua những cái biến cố đó, nó sự lạnh nhạt đấy. Và cái điều quan trọng là trong quá trình lạnh nhạt đấy, em phải thể hiện được sự cuốn hút và giá trị của mình. Người bạn trai của em không bao giờ cảm thấy sợ mất em cả, bởi vì người ta luôn luôn thấy em ở đó, luôn luôn thấy em cần người ta. Và chính cái sự cần của em, cái sự yêu thương quan tâm của em và cần quan tâm từ họ, người ta thấy đó là một gánh nặng. Thành ra em càng quan tâm thì người ta càng mệt mỏi, chứ không phải là đấy là thứ người ta cần đâu. Em phải hiểu này này, khi em muốn có hạnh phúc với một người đàn ông thì phải cho họ cái thứ họ muốn, chứ không phải cho họ cái thứ em muốn. Bây giờ em muốn gặp họ là để cho họ cái thứ em muốn. Em muốn nói chuyện rõ ràng, em muốn cho họ hiểu em, đúng không? Nhưng đó không phải là thứ họ muốn. Họ không cần hiểu và cũng không muốn hiểu ở thời điểm này. Bây giờ không có cái định nghĩa là đúng sai nữa, chỉ có định nghĩa là thích hay không thích, yêu hay không yêu mà thôi. Cho nên bây giờ chị nghĩ như thế này, một tháng thôi nó cũng chưa phải là cái điều gì quá to tát cả. Chị muốn em kiên trì với điều đấy, và phải cho cái người đàn ông này thấy rằng họ đã mất em, mà mất em lại còn mất em một người phụ nữ tuyệt vời nữa cơ. Trong quá trình này cứ sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ đi, thật giá trị đi, tận hưởng cuộc sống của mình đi. Càng là đau khổ, cuộc đời này càng muốn vùi dập mình, tình yêu càng đang bất hạnh, mình càng phải yêu thương mình hơn, mình càng phải biết chăm sóc mình hơn, và mình càng phải dành thời gian cho mình hơn. Em ạ, nếu cuộc đời này không yêu thương mình, đàn ông không yêu thương mình, thì mình phải yêu thương mình chứ. Rồi cái cách mà mình yêu thương mình sẽ là cái cách mà người đàn ông sẽ yêu thương mình. Chị biết gắn bó với nhau 4 năm nó không phải là một quãng thời gian ngắn, nhưng nó cũng không có nghĩa rằng đã gắn bó 4 năm thì anh ta sẽ mãi mãi có em ở trong đời, thì không có chuyện đấy. Cái điều mà khiến cho một người phụ nữ kém cuốn hút nhất, đó là cho một người đàn ông nghĩ rằng đã có em rồi thì sẽ có em mãi. Cho nên cái vấn đề ở đây là gì? Em phải cho người đàn ông biết một cái điều rằng em là một viên ngọc quý, phải chiến đấu, phải giữ thì mới có được, và nếu để sổng ra thì có thể là mất, đúng không? Còn trước đây em chưa thể hiện được cái giá trị của mình, thành ra người ta cứ nghĩ em như một miếng bánh miễn phí ấy, thôi để đấy, chả ai nhặt đâu. Mình cứ để đấy, lúc nào mình thích thì mình nhặt. Đừng em ơi nha. Cho nên bây giờ chị nghĩ rằng mới có một tháng thôi, không sao cả. Bây giờ cái điều quan trọng là em cứ im lặng, tiếp tục im lặng. Vì người ta đủ yêu thương em thì người ta sẽ liên hệ lại, người ta sẽ chủ động với em. Mà nếu người ta không chủ động với em thì dù em có làm cái gì, người ta cũng không bao giờ có cảm xúc với em hết. Bởi vì bây giờ cái vấn đề là em có cảm xúc với người ta, em đã còn thương người ta, còn người ta đang hoài nghi về cái việc người ta có thương em hay không, đúng không? Và bây giờ người ta đang lé tránh em. Em có liên hệ với người ta, thậm chí đôi khi là người ta chấp nhận em đi chăng nữa, em cũng không bao giờ có hạnh phúc với cái sự không tự nguyện đấy. Người ta không có kích thích cảm xúc với em thì người ta không thể yêu em được. Cho nên bây giờ nhá, đừng liên hệ gì cả. Vì nếu cần người ta sẽ liên hệ. Còn một khi người ta không cần, em có làm cái gì thì cũng chỉ là hạ thấp giá trị của bản thân mình thôi. Cho nên bây giờ tiếp tục im lặng nhá, tập trung vào cuộc sống của mình, hãy sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ đi. Và bây giờ em đang là một cô gái độc thân,
biết đâu có những người đàn ông còn tuyệt vời hơn bước vào cuộc đời của em chứ. Phải biết rằng nếu trên đời này không phải là anh ấy thì sẽ là một người đàn ông tuyệt vời hơn dành cho mình. Việc của mình chỉ là rút kinh nghiệm sau những cái biến cố trong quá khứ và biến mình trở thành một người phụ nữ tốt đẹp hơn thôi nha. Còn em cũng xứng đáng có một người đàn ông chiến đấu để có được em, khao khát để được sở hữu em trong đời, được đặt chiếc nhẫn vào tay em, được dinh em vào cái ngày cưới trọng đại đấy. Đừng bao giờ coi thường bản thân mình như vậy nha. Bây giờ cứ im lặng. Và em sẽ sợ là cái sự im lặng này nó sẽ giết chết tình yêu này và sẽ mất mãi, đúng không? Như chị muốn nói với em, bây giờ em có níu người ta em cũng không có được đâu. Và nếu muốn có cơ hội thì mình phải cao giá. Thứ người đàn ông này cần không phải là tình yêu từ em. Thứ người đàn ông cần là sự kích thích cảm xúc. Cái cảm xúc mà em giá trị cao bởi người ta tuột mất mà người ta muốn giữ. Cho nên việc của em duy nhất là tập trung vào cuộc sống của mình, cải thiện bản thân mình lên nhá. Và có một cuộc sống thật phong phú để người ta biết rằng nếu mình không giữ cô gái đấy, mình sẽ mất cô ấy vào tay một người đàn ông tuyệt hơn mình, ưu tú hơn mình. Thì đấy là cái động lực lớn nhất, nó khiến cho một người đàn ông có cảm xúc với em nhá. Mình phải cho đúng cái thứ người đàn ông muốn, chứ không phải cho cái đàn ông cái thứ em muốn. Đàn ông muốn bây giờ không phải là em nói rõ ràng, em thể hiện yêu với người ta. Anh ấy muốn bây giờ là cảm giác kích thích, cảm giác sợ mất em và muốn có em trong đời. Cho nên đừng dại. Đừng dại mà bây giờ liên hệ xong chủ động xong cuối cùng nhận lại sự ê chề cho chính mình. Mình cũng có giá trị của mình chứ. Đàn ông họ không cần mình thì mình phải cần họ à? Không. Như vậy kèm cuốn hút với đàn ông lắm em nhá. Nên bây giờ ấy, theo chị thì cứ im lặng tiếp đi. Không có việc gì mà phải lo lắng và sợ hãi cả. Còn duyên thì sẽ còn ở cạnh nhau. Mà nếu hết duyên thì sẽ có một người đàn ông tuyệt vời hơn đến bên cạnh mình. Còn mình cũng đã thể hiện mình yêu thương người ta đến cỡ nào rồi đấy. Còn người ta không cần mình thì người ta phụ mình trước. Người ta hết tình cảm với mình trước thì sau này nếu mất mình người ta sẽ phải hối tiếc. Còn mình chẳng có gì để hối tiếc cả. Bởi vì mình là người bị người ta ruồng bỏ cơ mà. Nếu họ có tuột mất mình trong đời thì họ phải tiếc chứ không phải là mình. Bởi vì em cũng đã cố gắng hết sức cho cái tình cảm này rồi. Bây giờ việc của em duy nhất là tập trung vào cuộc sống của mình, ứng xử giá trị để họ có động lực mà quay lại với em thôi nhá. Nếu được thì chị khuyến khích em nên tham gia một khóa học có tên là Lộ trình quay trở lại với người yêu cũ. Và để biết cách nuôi dưỡng tình yêu thì cũng nên tham gia cái khóa học nữa là Trở thành người không thể thay thế nhá. Nó sẽ là một cái kiến thức mà trang bị cho bọn em cả đời luôn nhá. Để mình có thể ứng dụng cả đời và biết cách duy trì hạnh phúc cả đời luôn. Được thêm nữa thì thêm cái khóa là nghệ thuật sử dụng ngôn từ khiến người si mê, để học cách nuôi dưỡng tình yêu bằng ngôn từ. Cái đấy rất là quan trọng. Mà tình yêu, đặc biệt là những cái tình yêu lâu năm như bọn em nhá, nó rất cần những điều đấy, kẻo mà sẽ tụt hết cảm xúc dành cho nhau đấy nhá. Để tham gia những khóa học này thì đừng quên lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, kéo xuống có khóa học này, đăng ký ngay vào luôn. Còn em gái trong câu chuyện thì hãy chờ đến khi chính anh ấy chủ động nhắn tin cho em. Còn khi anh ấy chủ động nhắn tin cho em thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm nữa. Mình nói chuyện khách sáo, mình nói chuyện một cách lịch sự nhưng không mở rộng câu chuyện, để họ cho họ thấy rằng họ đã mất em rồi. Em một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương, lịch sự, nhưng mà anh ấy đang mất và dần tuột mất em rồi. Em không còn là cái người mà sẵn sàng để nói chuyện tình cảm với anh nữa, đúng không? Em rất là khách sáo để cho thấy rằng mối quan hệ này đã xa lạ rồi đấy. Có như thế thì anh mới tiếc em, mới có động lực để quay lại với em chứ. Còn bây giờ em cứ săn đón đón người ta thì động lực đâu để người ta quay lại với em, đúng không nào nhá. Mình phải biết về những cái quy luật của cuộc sống như thế. Nên rất hy vọng rằng em sẽ đủ mạnh mẽ để làm theo những điều chị nói. Và để cụ thể hơn thì đừng quên khóa học lộ trình quay trở lại với người cũ nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.